Hoài Sa và Thiện Hạnh. Thân ái kính chào quý vị khán giả của Đài Truyền hình Việt TV. Quý vị đang đến với phần tin Việt Nam thành đến tỉnh và sau đây kính mời quý vị bước vào bản tin chi tiết đầu tiên cùng với Thiện Hạnh. Thưa quý vị, mở đầu cho phần tin Việt Nam thành đến tỉnh là bản tin cho biết các nhà khoa học Việt công bố loài thực vật mới cho thế giới. Cuối tháng 7, Phytostasa, tạp chí chuyên ngành thực vật uy tín thuộc hệ thống trích dẫn khoa học SCI, đã công bố loài thực vật mới của thế giới được tìm thấy ở Quảng Nam, Việt Nam. Loài mới được đặt theo tên của cố giáo sư Phạm Hoàng Hộ, tác giả của nhiều bộ sách chuyên về thực vật. Chúng thuộc cây thân rễ cao khoảng 25cm, cụm hoa mọc vượt trên lá và có màu hồng tươi. Tháng 3 năm 2011, nhóm khoa học thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cùng đồng nghiệp từ Nga, Sri Lanka thực hiện đề tài đánh giá những giá trị đa dạng thực vật tại một số khu rừng nguyên sinh còn sót lại ở dọc tuyến đường từ Quảng Bình đến Quảng Nam. Khu vực tìm thấy loài mới đang bị tác động mạnh do không nằm trong rừng đặc dụng nên thường xuyên bị khai thác gỗ. Vì vậy, nhóm khoa học đề nghị bảo tồn loài này và đưa vào tình trạng sắp nguy cấp. Công bố trên đã giúp bổ sung một loài thực vật mới cho thế giới cũng như Việt Nam. Từ đó, giới chuyên gia có thể xem xét tiềm năng làm dược liệu hoặc khả năng nhân giống làm cảnh, hoặc nó có thể là nguồn gen quý. Thưa quý vị, Hà Nội dừng phát loa phường ở 4 quận nội thành. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa ký quyết định phê duyệt đề án dừng phát loa phường ở 4 quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa và Hai Bà Trưng. Đồng thời sẽ sắp xếp lại và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đài truyền thanh phường, xã, thị trấn trên địa bàn thành phố. Theo đó, thành phố sẽ sắp xếp lại hệ thống loa truyền thanh phường, xã và thị trấn sao cho hợp lý, đặt tại địa điểm công cộng, đông dân cư, tránh ảnh hưởng đến đời sống người dân, trật tự mỹ quan đô thị. Thành phố yêu cầu các loa phải tránh các vị trí trường học, bệnh viện, cơ quan ngoại giao, khu người cao tuổi, khu người nước ngoài sinh sống, khu nhà cao tầng. Đối với các phường thuộc các quận chỉ lắp đặt từ 5 cho đến 10 địa điểm, mỗi nơi tối đa là 2 loa. Vị trí đặt loa do Ủy ban Nhân dân quận căn cứ điều kiện thực tế của địa bàn để lựa chọn, quyết định và gửi cho Sở Tài nguyên Môi trường danh sách sơ đồ vị trí loa. Trừ các cụm loa được lựa chọn duy trì, hệ thống loa truyền thanh của phường còn lại được giữ nguyên trạng và tạm dừng phát thanh, quy định mới có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8. Thưa quý vị, hai cán bộ xã ở Cà Mau bị kỷ luật vì sai phạm trong khi xét duyệt gia đình nghèo. Bản tin cho biết ngày 3 tháng 8, nguồn tin từ Thành ủy Cà Mau cho hay lãnh đạo đơn vị này vừa ký quyết định kỷ luật đối với hai lãnh đạo xã Hòa Thành, thành phố Cà Mau vì có liên quan đến sai phạm trong việc xét các gia đình nghèo ở địa phương. Trong đó, ông Hồ Vũ Phong, Phó Bí thư Thường trực xã Hòa Thành bị kỷ luật cảnh cáo. Ông Phong cũng bị ngừng chức vụ Thường vụ Đảng ủy xã Hòa Thành. Ông Phan Minh Sách, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hòa Thành bị kỷ luật với hình thức khiển trách. Hai vị lãnh đạo xã này đã bị kỷ luật vì có liên quan đến sai phạm trong việc xét duyệt các gia đình nghèo và cận nghèo ở địa phương. Trước đó, vào tháng 5 vừa qua, một số cơ quan báo chí đăng tin về việc nhiều người thân của lãnh đạo, cán bộ xã Hòa Thành được lén lút đưa vào diện người nghèo để hưởng các chế độ, chính sách. Sau khi vào cuộc xác minh, cơ quan chức năng kết luận nội dung được phản ánh là đúng. Cà Mau chưa thể cắt giảm cấp phó trong các cơ quan chính phủ. Thưa quý vị, vào ngày 3 tháng 8, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện U Minh, tỉnh Cà Mau đã xác nhận trên địa bàn vẫn còn nhiều cơ quan có khá nhiều cấp phó. Nguyên nhân là vì không còn chỗ để thuyên chuyển. Theo đề án vị trí việc làm của Ủy ban Nhân dân huyện U Minh phê duyệt vào năm 2016, thì các đơn vị trực thuộc Ủy ban Nhân dân huyện không có hơn 2 người cấp phó. Tuy nhiên, do trước đó thực hiện theo quy định của chính phủ, thì Ủy ban Nhân dân huyện U Minh có quyền bổ nhiệm đến 3 cấp phó. Cụ thể như Văn phòng Ủy ban Nhân dân, Phòng Kinh tế, Hạ tầng, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Lao động Thương binh và Xã hội, Phòng Tài nguyên và Môi trường. Trong một diễn biến khác có liên quan, vào tháng 3 năm 2017, liên quan đến vấn đề bổ nhiệm cấp phó tại các cơ quan, đơn vị, Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau đã chỉ đạo không bổ nhiệm số lượng cấp phó vượt số lượng so với đề án vị trí việc làm, không để số lượng lãnh đạo quản lý chiếm đa số trong cơ quan, đồng thời yêu cầu Sở Nội vụ tăng cường kiểm tra, giám sát kịp thời báo cáo loại trừ những trường hợp bổ nhiệm lãnh đạo vượt quy định. Thưa quý vị, 32 năm tù cho hai kẻ buôn gần 1.000 viên ma túy. Sáng ngày 2 tháng 8, Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An đã mở phiên sơ thẩm xét xử đối với các bị cáo Phạm Đình Kiên, 35 tuổi và Nguyễn Đức Dương, 30 tuổi đều trú ở Hải Phòng, về tội mua bán ma túy. Theo cáo trạng, khoảng 4 giờ chiều ngày 11 tháng 4, khi ập vào phòng 302 và 303 của khách sạn Đại Dương, phường Nghi Thủy, thị xã Cửa Lò, công an đã bắt quả tang Kiên đang mua bán trái phép chất ma túy với một người tên Hùng. Tuy nhiên, Hùng đã lợi dụng sơ hở và trốn thoát. Dương cũng bị bắt giữ ngay sau đó.
Tang vật thu giữ là 971 viên ma túy tổng hợp. Tại phiên tòa, Kiên khai nhận cách đây 3 năm, Kiên có quen một người tên Hồ Thị Hương ở huyện Diễn Châu, Nghệ An. Sau đó, người phụ nữ này dắt mối để Kiên gặp một người đàn ông tên Hùng ở Nghệ An đặt mua thuốc lắc. Mỗi lần Hùng đặt mua vài trăm viên. Cùng là bạn chạy xe ôm nên Kiên đã tiết lộ thông tin cho Dương được biết và bàn bạc với nhau thiết lập đường dây. Nếu bán được thuốc lắc, tiền lời sẽ chia đôi. Sau khi đi lấy hàng mẫu về, Kiên gửi theo xe khách vào cho Hùng xem thử trước. Khi hai bên đồng ý và hẹn ngày giờ giao dịch ở Nghệ An thì bị bắt giữ. Tòa đã tuyên phạt hai bị cáo Phạm Đình Kiên và Nguyễn Đức Dương mỗi bị cáo 16 năm tù giam về tội danh trên. Bắt nguyên giám đốc ngân hàng để thất thoát trên 110 tỷ đồng. Thưa quý vị, Công an tỉnh Đắk Lắk vừa tiến hành bắt giam ông Ngô Quốc Vinh, sinh năm 1961, giám đốc chi nhánh ngân hàng Agribank Krombong, huyện Krombong, để điều tra về hành vi cố ý làm trái quy định gây thất thoát hơn 110 tỷ đồng. Theo cơ quan điều tra, trên cương vị là giám đốc, Ngô Quốc Vinh đã cố ý làm trái các quy định để cấp dưới của mình là Chu Ngọc Hải, sinh năm 1984, ngụ tại thành phố Buôn Ma Thuột, nguyên cán bộ chi nhánh Agribank Krombong, làm giả hàng trăm bộ hồ sơ vay vốn để lừa đảo, chiếm đoạt trên 110 tỷ đồng. Vào ngày 24 tháng 5 vừa qua, Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt tạm giam Chu Ngọc Hải để làm rõ hành vi phạm tội. Hiện Công an tỉnh Đắk Lắk đang mở rộng điều tra làm rõ vụ việc. Bắt quả tang nữ nhân viên kích dục cho khách tại Sài Gòn. Chiều ngày 2 tháng 8, Công an xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, thành phố Sài Gòn đã ập vào chi nhánh của một công ty giải khát nằm trên quốc lộ 1, ấp Đông Lân 1, xã Bà Điểm. Khi kiểm tra tại đây, lực lượng chức năng phát hiện một nữ nhân viên đang thực hiện kích dục cho một khách nam và một nữ nhân viên khác đang chờ để phục vụ cho khách ở phòng bên cạnh. Hai nữ nhân viên này khai báo là nhân viên hợp đồng trong 3 tháng với công việc là pha chế và phục vụ đồ uống cho chi nhánh 1 của công ty nói trên. Khi khách hàng nam vào thì các nữ nhân viên sẽ tìm cách mời chào, đưa vào phòng với giá 150.000 đồng một lượt một người. Sau khi thực hiện xong cho khách lấy tiền, các nữ nhân viên phải chia lại cho chủ số tiền 75.000 đồng một người. Được biết cơ sở trên vừa mới đi vào hoạt động. Để qua mặt lực lượng chức năng, bên ngoài có một vài bàn uống nước và một số cây cảnh trắng. Bên trong là một căn phòng nhỏ, có bề ngang hơn 2 mét, được ngăn đôi bằng tấm màn với hai giường sắt để phục vụ khách. Bản tin tiếp theo cho hay về vụ việc bị cảnh sát giao thông xử phạt đốt luôn xe máy. Thưa quý vị, sự việc xảy ra vào khoảng 4 giờ 50 phút chiều ngày 2 tháng 8 tại Hà Nội. Thời điểm trên, cảnh sát giao thông thành phố Hà Nội đã phát giác một trường hợp vi phạm giao thông. Một người đàn ông 30 tuổi trú tại huyện Mê Linh, Hà Nội điều khiển xe máy mang số tỉnh Hải Dương chở theo hàng hóa cồng kềnh lưu thông trên đường. Công an ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra đối với anh này. Sau khi ngừng xe, người đàn ông đã không xuất trình được giấy tờ và bằng lái xe, cộng thêm việc xếp hàng hóa vượt qua giới hạn cho phép, nên lực lượng chức năng lập biên bản tạm giữ phương tiện. Sau khi ký vào biên bản vi phạm giao thông, người đàn ông đã bỏ đi. Tuy nhiên, khoảng 30 phút sau, khi xe tải của cảnh sát giao thông đến chở chiếc xe đi, thì người đàn ông bất ngờ tiến lại gần rồi châm lửa đốt xe của mình. Lửa nhanh chóng bùng phát dữ dội và bao trùm toàn bộ chiếc xe. Sự việc bất ngờ thu hút rất đông người lại theo dõi, tuyến đường bị tắc nghẽn. Công an quận Thanh Xuân đã bắt người đàn ông trên. Bản tin tiếp theo liên quan đến việc hiếp dâm một bé gái 10 tuổi rồi sau đó dìm xác dưới nước. Người đàn ông lãnh 30 năm tù. Trưa ngày 2 tháng 8, Tòa án Nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Lên, 18 tuổi, ngụ ấp Ban Chang, xã Trà Côn, 30 năm tù về hai tội giết người và hiếp dâm trẻ em. Theo cáo trạng, Lên đang là học sinh lớp 12. Chiều ngày 17 tháng 2, Lên biết bé gái 10 tuổi đang học lớp 4, ngụ ở huyện Trà Ôn, Vĩnh Long, sẽ đi học về ngang qua đoạn đường vắng ở xã Vĩnh Xuân, nên ngồi chờ. Khi thấy nạn nhân, Lên bế nạn nhân vào vườn mang cục. Nạn nhân chống cự, Lên đè lên người nạn nhân, bóp cổ cho đến lúc nạn nhân bất tỉnh rồi thực hiện hành vi hiếp dâm. Sau đó Lên kéo thi thể nạn nhân dìm xuống mương nước nhằm mục đích phi tang. Gây án xong, Lên ghé một quán nước gần đó để giặt quần áo dính bùn và trở về nhà. Tối cùng ngày, người dân phát hiện thi thể của nạn nhân. Công an tỉnh Vĩnh Long đã thực hiện lệnh bắt đối với Lên. Tại cơ quan điều tra, Lên đã thừa nhận mọi hành vi của mình. Sập tường gần 300 trẻ mầm non nghỉ học. Thưa quý vị, vào lúc 4 giờ chiều ngày 1 tháng 8, bức tường bên phải của trường mầm non Thủy Tiên, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng đã bị đổ sập. Lúc này, tiếng động lớn phát ra và nhiều người bỏ chạy ra ngoài. Tại hiện trường, ba bức tường có tổng chiều dài là 10 mét đã bị sập hoàn toàn. Hệ thống trụ tường bị vỡ, nhiều mảng bê tông lớn sập xuống tạo thành đống đổ nát. Trước sự việc, 300 học sinh phải nghỉ học để nhà trường sửa chữa.
Theo tìm hiểu, bên cạnh trường mầm non Thủy Tiên là công trình đang được tháo dỡ để xây mới, có một chi nhánh ngân hàng. Trong quá trình tháo dỡ, đơn vị thi công làm sập trường mầm non, sự việc đang được điều tra. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc cho phần tin Việt Nam Thành đến tỉnh cùng với Thiện Hạnh và Hoài Sa. Chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị.